Ok, qua part 5, 10 question. Đọc câu chuyện, chọn từ nhớ, không được sử dụng quá 3 từ. Ha, ok, câu chuyện là My birthday party. Ngày sinh nhật của tiệc sinh nhật của tôi. My name Betty. Tôi tên là Betty. It was my birthday last weekend. Sinh nhật của tôi là vào cuối tuần rồi. On Friday, I phoned some of my friends. À, vào thứ sáu thì tôi gọi điện cho một vài người bạn. Hello Jane, I said. À, tôi nói chào Jane, would you like to come to my party on Sunday evening? Bạn có thích đi đến dự tiệc sinh nhật của tôi vào tối chủ nhật không? Sorry Betty, she says. Xin lỗi Betty, cô ấy trả lời, I can't, I got bad toothache. Và tôi không thể, tôi bị nhức răng. Then I phone John. Và rồi tôi đã gọi điện cho John. He said, anh ấy nói, No sorry, I played football yesterday and I hurt my legs. À, xin lỗi nha, tôi chơi đá banh ngày hôm qua và tôi đã bị thương cái chân. À, thật là một cái kết cục nghe buồn quá ha. Rủ thì sinh nhật mà không ai tới hết. Rồi vậy Patty birthday were last weekend. Đó là câu ví dụ. On Friday, vào thứ sáu, she phoned some friend to invite them to a party. Vào thứ sáu thì cô ấy gọi điện cho một vài người bạn để mời họ đến buổi tiệc. Jane couldn't go to the party because she had chấm chấm chấm. Jane không đến được buổi tiệc bởi vì cô ấy bị gì các bạn? Nhớ không? Bên đây nè. Sorry, Betty, she says I can't. I got bad toothache. Xin lỗi nha, tôi bị gì nhức răng nè. Vậy ngay chỗ này nè. Bạn đem qua bạn có thể điền bad toothache hoặc là toothache là được ha. Toothache là bản thân nó là nhức răng. Bad là tồi tệ. Thì ở đây cô ấy bị nhức răng một cách khủng khiếp. Câu số 2. John couldn't go because he hurt his legs in a chấm 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 game. John cũng không thể đến bởi vì anh ấy bị thương cái chân của anh ấy trong một cái trò chơi gì? Hả? Bạn nhớ không? Trò chơi bóng đá chứ trò chơi gì? Câu cuối cùng bên kia mình điền trước luôn. Football, in a football game. Qua bên đây đánh dấu nè. À, khi mà gọi điện cho John thì anh ấy No sorry, I play football yesterday and I hurt my legs. Ok, rồi đánh dấu chỗ này, điền qua số 2 ha. Rồi mình qua đoạn 2 các bạn ơi. Qua đoạn 2 thấy cái mặt mí sự vô mời, không ai đi hết trơn nè. Thiệt tình luôn á, bị ế rồi, ế tiệc sinh nhật. Rồi tiếp tục qua bên đây, từ câu số 3. Mình đọc coi. Ben couldn't come because chấm 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 had to work. Ben thì không đến bởi vì ai phải đi làm. Number 4. The last person that Betty phone is called. Cái người cuối cùng mà Betty gọi điện thì được gọi là gì? Tên là gì đó? Câu số 5. Betty started crying because her chấm 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 couldn't be with her on her birthday. Betty bắt đầu khóc bởi vì ai của cô ấy thì cũng không thể đến với cô ấy vào ngày sinh nhật. Câu số 6. Ai của Betty, Betty's, could go to her house that day. Có thể đến nhà cô ấy vào ngày ngày hôm đó. Rồi mình quay trở lại bài đọc ha. Mình đọc tiếp và dịch tiếp khúc này. On Saturday, I phoned Ben. He said, I'm sorry. My dad had to work on Sunday. Vào ngày thứ bảy thì tôi gọi điện cho Ben. Anh ấy trả lời, xin lỗi nha. Ba tôi phải đi làm vào chủ nhật. He can't drive me to your house. Anh ấy, tức là ba tôi không thể chở tôi đến nhà của bạn. Then I phone Kim. Và rồi tôi gọi điện cho Kim. No sorry, she says. I'm with my cousin that day. À, xin lỗi nha. À, cô ấy trả lời, tôi thì phải ở với em họ của tôi vào ngày hôm đó. I started to cry. Tôi bắt đầu khóc. I wanted my friend with me on my birthday. Tôi muốn tất cả bạn bè của tôi ở với tôi vào ngày sinh nhật. Mom said, don't be sad. Grandma and grandpa can come here that evening. À, mẹ nói, đừng có buồn. Ông với bà có thể đến với đây vào tối hôm đó với con. Ok, come here that evening. Rồi, đó là cái nội dung của cái đoạn 2. Vậy với cái nội dung này thì mình sẽ trả lời được cho mấy cái câu bên đây ha các bạn ha. Rồi ok, mình qua câu số 3. Người ta hỏi là Ben couldn't come because chấm 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 had to work. I had to work. He dad là bởi vì ba của Ben phải đi làm, đúng không? Ngay chỗ này nè. I'm sorry, my dad had to work on Sunday. Đánh dấu vừa ha. Có nhiều bạn rất là máy móc ở đây thấy my dad. Thế là móc nguyên điền qua bên kia my dad là sai. My dad là trong cái tình huống này Ben nó đang nói, cho nên my dad chính là Ben's dad ha, chứ không phải là my dad là ba của tôi. Mà mình điền qua mình phải trả lời là ba của ai, ba của anh ấy.
Còn bạn nào để my dad bên đây là sai. Rồi the last person that Betty for e con. Ngay chỗ này nếu mà bạn hiểu được cái cấu trúc e to be con là được gọi là, thì mình dễ dàng điền vô là gì? Kim, đúng không? Là Kim. Bởi vì sao? Ở đây nè bạn, Kim là cái tên ha. Then I phone Kim, và rồi tôi gọi điện cho Kim, đúng không? Ngay chỗ này tôi gọi điện cho Kim, và cũng là cái người cuối cùng của mà gọi điện đó. Đó, ok. Rồi vậy mình gạch vô, mình đánh dấu ha. Ok, gạch ngay chỗ này. Then I phone Kim. Rồi đánh dấu vô chỗ này là số 4. Rồi tiếp tục qua bên đây. Betty started crying because her couldn't be with her on her birthday. Betty bắt đầu khóc bởi vì ai không thể đến ở trong ngày sinh nhật của cô ấy. Bạn bè đó, bạn bè của cô ấy nè, friend, her friend couldn't be with her on her birthday. Ở chỗ này nè các bạn, I started to cry. I wanted my friend with me on my birthday. Tôi bắt đầu khóc, tôi muốn bạn bè ở với tôi vào ngày sinh nhật. Rồi bạn gạch ngay chỗ này, bạn đánh số 5. Ha, tiếp tục câu cuối cùng, câu số 6 bên đây. Đó là ai của Betty thì có thể đến nhà cô ấy vào ngày hôm đó. Bạn nhớ không? Ông bà đó. Grandma and grandpa. Ok, ngay chỗ này nè. Mẹ mới nói đừng có buồn. Grandma and grandpa can't come here this evening. Rồi ok, mình gạch ngay chỗ này ha. Rồi đó là câu số 6. Rồi lại xong một đoạn nữa, còn 3 câu cuối cùng. Qua đoạn tiếp theo. Ok. Rồi, nhìn cái hình thấy vui rồi. Có bạn bè quá trời, happy birthday luôn nè. Chắc mấy đứa bạn nó lừa quá, nó chơi play trick á. On Sunday evening, vào tối chủ nhật, I were unhappy but I went to my bedroom and put on my party dress. Tôi không có vui nhưng mà tôi đi vào phòng ngủ và mặc cái đầm mà dự tiệc. Then I went outside to the garden and all my friends were there. Và rồi tôi đi ra ngoài đến khu vườn mà tất cả bạn bè của tôi thì ở đó. We all laughed. Tất cả chúng tôi cùng cười. Then they gave me a nice yellow kite. I were very surprised. Và rồi bọn họ đưa cho tôi một con diều màu vàng dễ thương. Tôi rất là ngạc nhiên. My grandparents were there too. Ba ông bà của tôi thì cũng ở đó. And Kim brought her cousin. Kim thì mang em họ của cô ấy đến. We danced a lot. And they all sang happy birthday to me. It was great. Chúng tôi khiêu vũ, chúng tôi nhảy rất là nhiều. Tất cả bọn họ đều hát bài happy birthday đối với tôi. À, và nó là một buổi tuyệt tuyệt vời. It was great. Thật là tuyệt. Rồi, vậy bên đây nè, mình tiếp tục qua ha. Câu số 7 tới câu số 10. Câu số 7, Betty put on her in her bedroom. Put on her gì các bạn? Party dress á, đúng không? Party dress, cái đầm dự tiệc, nó nằm ở khúc này nè. Đi vô nè, đi vô trong phòng ngủ rồi mặc đầm nè. Đây mình đánh dấu ha, nó là câu số 7. Put on my dress. Ok, number 7. Tiếp tục câu số 8. Người ta hỏi cái gì? All Betty's friends were in the garden. Tại vì sao đi ra ngoài khu vườn á? Ra ngoài khu vườn mới thấy, thì mình điền vô in the garden. Ok, mình đánh dấu bên này ha. Đây là tất cả bạn bè của tôi nè, ở ngoài vườn nè. Đây, khi mà tôi đi ra vườn thì tất cả bạn bè của tôi đều ở đó. Đây là câu số 8. Ok, rồi tới câu số 9 ha. Câu số 9 ta hỏi gì đây? Betty friends gave her a đưa cái gì các bạn nhớ không? Một con diều dễ thương màu vàng, nice yellow và kite. Ok, chữ nice là tính từ bổ nghĩa, yellow cũng vậy. Cái quan trọng là danh từ chính nó là kite, không có không được, còn hai cái kia có không có cũng được, không sao ha các bạn. Rồi, ngay chỗ này nè, bạn đánh dấu nè. Then they gave me a nice yellow kite and I was surprised. Ngay chỗ này là câu số 9. Tiếp tục câu số 10, ta hỏi gì đây? Kim came with and they all sang happy birthday. Kim đi đến với ai? Với her cousin đó các bạn, her cousin ha. Chị, họ,
em họ, anh họ, nói chung là không phải anh chị ruột ha, là mình điền vô, nhớ để ý số nhiều số ít. Đây, Kim brought her cousin, đó là mình điền vào mà thiếu một chút xíu á là cũng nếu khó là người ta bắt lỗi mình. Dạ, ngay đây ha, để sau khi điền xong để ý số ít số nhiều thôi. Rồi, ok, thì đọc lại lần nữa cho tất cả các bạn ha. Các bạn dò đọc theo, các bạn còn đọc nó chưa có được mượt, cho nên ok cố gắng ha, mình luyện tập. My name Betty. It was my birthday last weekend. On Friday, I phoned some of my friends. Hello Jane, I said. Would you like to come to my party on Sunday evening? Sorry Betty, she says I can't. I got bad toothache. Then I phoned John. He says, no, sorry. I played football yesterday and I hurt my legs. Nhìn cái mặt bí xị ha. Ok, tưởng đâu mọi người không tới. On Saturday, I phoned Ben. He said, I'm sorry, my dad had to work on Sunday. He can't drive me to your house. Then I phoned Kim. No, I'm sorry, she says. I'm with my cousin that day. I started to cry. I wanted my friend with me on my birthday. Mom said, don't be sad. Grandma and grandpa can come here that evening. Rồi, hình này là thấy tươi trở lại nha. Ok. On Sunday evening, I was unhappy, but I went to my bedroom and I put on my party dress. Then I went outside to the garden and all my friends were there. We all laughed. Then they gave me a nice yellow kite. I was very surprised. My grandparents were there too. And Kim brought her cousin. We danced a lot. And they all sang happy birthday to me. It was great. That's the end of the story. Okay.